Xin kính chào quý chị khách hàng nhé. Tiếp tục một cái video nữa về một cái căn được cho là vừa là căn góc vừa là một căn thường ấy chị nhé. Nhưng mà nó được hưởng một cái khuôn viên cây xanh khá là rộng bên cạnh này. Đây là cái block A19 và cái căn em đang chỉ là A19-16 anh chị nhé. Bên cạnh nó là căn A17, nó cũng như nhau. Đấy, và giá thì cực kỳ tốt anh chị nhé. Giá cực kỳ tốt, em nói giá luôn là 3,8 tỷ căn này. Còn thương lượng và còn đã bao gồm 5% khi quý anh chị khách hàng nhận sổ rồi. Căn này thì khách hàng đã thanh toán đủ 95% và đang chờ cái ngày mà để bàn giao sổ hồng anh chị nhé. Thì đối với cái dự án này, sổ hồng nó sẽ chuẩn bị có cuối 2024 này. Nó sẽ có những cái tấm cuốn sổ hồng đầu tiên là 250 cuốn để mà bàn giao cho quý anh chị khách hàng nhé. Thì đối với cái căn này, với diện tích là 6 x 14, xây 1 trệt 2 lầu, diện tích xây dựng là 6 x 10 anh chị nhé. Đấy, chờ trước chờ sau. Bên này căn này thì nó giống không phải là căn giống như những cái căn góc khác, cho nên là nó sẽ không có chừa bên hông, cho nên là diện tích xây dựng của nó 6 x 10. Đấy anh chị nhá, em đang đứng đối diện của nó này, em quay này. Đấy, bên cạnh nó có một cái khuôn viên cây xanh khá là rộng anh chị nhá. Sau này nếu mà anh chị nào mà mua những cái căn như thế này, anh chị mở quán cà phê, quán ăn hay là những cái dịch vụ khác thì cực kỳ là tuyệt vời. Bởi vì đây nó sẽ là cái đường đi ra giai đoạn 2 anh chị nhá. Đấy, đi ra công viên Dino Water Park, công viên Hồ Điều Hòa. Rồi giai đoạn 2 gồm 300 căn biệt thự, tới đây chuẩn bị mở bán tiếp tục anh chị nhá. CSQ đang xây rồi và tới đây nó sẽ mở bán. Thì cũng xin thông báo với quý anh chị khách hàng là điện lực đã vào để mà lắp những cái cuốn những cái đồng hồ đầu tiên trong dự án này. Thì sau này kể từ ngày hôm nay trở đi thì quý anh chị khách hàng sau này mà nếu mà có ở đây thì mình có thể là đóng tiền cho điện lực luôn. Đấy, tiền nước đóng cho nhà máy nước luôn chứ không cần phải là đóng cho ban quản lý nữa nha anh chị nhá. Đấy, cho nên mình xài bao nhiêu mình đóng trực tiếp cho nhà nước luôn. Thì trước mặt quý anh chị khách hàng, đây là cái block A19 này, là nó là biệt thự mini anh chị nhé. Với diện tích là 6 x 14, xây 1 trệt 2 lầu, biệt thự mini. Và đặc biệt á, thì biệt thự mini thì và đặc biệt á, thì cái căn mà khách hàng đăng ký gửi cho Bất Động Sản Hạnh Nguyễn này giá là 3,8 tỷ. Căn này cực kỳ đẹp và nó nằm ngay trục đường chính đi ra công viên cũng như đi ra cổng anh chị nhé. Sau này mà muốn đi ra công viên mà đi trục đường chính thì đi phải đi đường này hết. Đấy, đi đường này đi ra ngoài khu vực công viên này, anh chị này. Đấy, và đi vào cái khu Hồ Điều Hòa. Cho nên giá căn này bằng cái căn thường hiện tại khách hàng đăng ký gửi nhá anh chị nhá. Giá bằng cái căn thường là 3,8 tỷ và đã bao gồm 5% rồi. Anh chị nào mua thì mình có thể là thương lượng với chủ nhà để mà giảm cho quý anh chị khách hàng một chút nữa, là giảm bớt lọc anh chị nhá. Giả là giảm cho anh chị bớt lọc. Đấy, thì Hạnh Nguyễn không nói xa xôi dài dòng nữa, thì anh chị nào nếu có nhu cầu thì có thể là liên hệ cho Bất Động Sản Hạnh Nguyễn nhá. Hạnh Nguyễn ở đây sẽ nhận ký gửi và hoàn thiện nhà. Anh chị nào nếu có nhu cầu hoàn thiện nhà thì cứ alo cho Bất Động Sản Hạnh Nguyễn nhé. Nếu có nhu cầu hoàn thiện mà chưa có thể chưa ở được thì Hạnh Nguyễn sẽ quản lý và sẽ hỗ trợ tìm người thuê nhà cho quý anh chị khách hàng ở thời điểm này nhé. Đấy, và những cái video như thế này Hạnh Nguyễn đang quay là để mà quay những cái căn mà sản phẩm ký gửi anh chị nhé. Còn sản phẩm của chủ đầu tư, anh chị nào nếu có nhu cầu thì có thể là liên hệ trực tiếp cho Bất Động Sản Hạnh Nguyễn qua Zalo và số điện thoại Hạnh Nguyễn để trên màn hình và phần mô tả ấy, thì để cho quý anh chị khách hàng mình dễ hình dung nhé. Và em sẽ gửi được những cái thông tin trực tiếp qua Zalo cho quý anh chị khách hàng nhé. Anh chị nhớ nhé, anh chị có nhu cầu đầu tư hay là an cư thì liên hệ sớm cho Bất Động Sản Hạnh Nguyễn nhé, sẽ có giá tốt và vị trí tốt cho quý anh chị khách hàng đầu tư sớm ạ. Em xin kính chào quý anh chị khách hàng.